Trước chạy nhà xong rồi đi chung kết nha. Chúc kết anh. Cái vía cứ ra cái hồn gì không lên trong nhà người ta chửi bố không cho em. Cả năm người ta làm ăn rông người ta chửi ba chửi tổ không cho em. Bố mẹ mình còn chưa về Tết, đi Tết hàng Tết người quen. Đéo hiểu đầu óc chứa cái gì.